Tập 46. Ngươi lại đến đây làm gì? Vị thúc không dám nhận. Con là đặc biệt tới thăm mọi người. Ngươi là đến xem chúng ta chết rồi hay chưa phải không? Mẹ con đâu? Ngươi có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì đi nhanh đi. Ngươi không phải là bộc phát hiếu tâm đến thăm chúng ta, cũng không phải biết sai mà thay đổi. Ngươi là muốn ứng ký của chúng ta. Bị ta nói trúng rồi chứ gì? Cầm đồ không còn, tiệm thuốc cũng không. Điền Trang bị ngươi bán đi 2 miếng đất, chỉ còn lại vài miếng đất và ngôi nhà lớn. Các ngươi phát hiện cầm khế ước cũng không có tác dụng thì muốn lừa gạt ta ứng tín. Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng. Đình Nhạc, có chuyện gì xảy ra vậy? Tức giận với nó làm gì? Mẹ, người làm sao vậy? Thấy bộ dạng ta bây giờ, ngươi vui rồi chứ gì? Ngươi đừng nói như vậy mẹ à. Ông đoán không sai một chút nào. Ngươi sớm muộn quay lại, không gọi người đi tìm ngươi, đi tìm con. Ngươi ngồi xuống cho ta. Ta có chuyện quan trọng phải nói với ngươi. Chuyện này rất quan trọng đối với ngươi. 20 năm trước, bà đỡ đẻ cho ta. Bà ta làm sai một chuyện. Chuyện gì? Chuyện này ta nói ra có lẽ ngươi cũng sẽ không tin. Có lẽ ngươi không thể nào tiếp nhận. Nhưng đó tuyệt đối là sự thật. Bà đỡ đẻ đó, bà đỡ đẻ đó sau khi đỡ đẻ cho ta với một người phụ nữ tên Tâm Nhi, mang nhầm con. Người tên Tâm Nhi đó mới là mẹ ruột của ngươi. Thực sự Long Đại Thiếu Gia là quan hậu phát, không phải là ngươi. Ai nói với hai người? Ai nói với chúng ta không quan trọng? Rốt cuộc là ai nói? Ai đã tạo ra tin đồn? Là Thanh Tu Phương Trưởng nói. Trong tay ông ấy có chứng cứ, giấy trắng mực đen rõ ràng. Lại là thư của Sa Ứng Bà sao? Thì ra ngươi đã sớm biết. Không trách, không trách ngươi muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Có trách ngươi muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Đúng vậy, từ sớm con đã biết. Con cho là Châu Ẩn Bà chết rồi thì trên thế giới này không có ai biết chân tướng sự việc nữa. Cho là chúng ta không phải cha mẹ ruột của ngươi, nhưng chúng ta cũng dưỡng dục ngươi hơn 20 năm mà. Ngươi đối với chúng ta bất nhân, chúng ta cũng không thể không bất nghĩa với ngươi. Chúng ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhanh chóng đón chúng ta trở về, đem tất cả tài sản trả cho chúng ta.
Nếu không, ta sẽ cho tất cả họ hàng. Ngươi không phải Thiếu gia và họ Long, để bọn họ đuổi ngươi đi, để ngươi cái gì cũng không còn. Vậy chứng cứ đâu? Bức thư đâu? Cho con xem thử. Chứng cứ đương nhiên là ta có, nhưng mà ta không để cho ngươi xem. Ta cũng không để ngươi tìm thấy. Ta không để cha ngươi ở đây chịu tội. Hơn nữa, ta muốn đưa cho con của ta lưu lại một chút gì đó. Con ruột của người sao? Người thật cho là quan hậu phát sẽ nguyện nhận người cha, người mẹ các người sao? Các người cho là hắn thực sự sẽ trở về Long Gia, sẽ làm con của các người sao? Hả? Cho là nó không giận ta, ta cũng không trách nó. Ta đã làm quá nhiều chuyện xấu. Ta chỉ có thể làm cho nó chút ít gì đó là đủ rồi. Xem ra chúng ta bây giờ là hoàn toàn không thể xoay chuyển rồi, có phải không? Nói rất đúng. Cho là các người đuổi con ra khỏi Long Gia cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Tài sản của các người cơ bản đều đã ở trong tay của hoàng phủ. Phá gia chi tử. Nhưng ngươi quên rồi, ngươi từng nói ta giúp ngươi giết người. Ý của ngươi là sao? Nếu ngươi không đón chúng ta về nhà, không đem tài sản trả lại chúng ta, ta sẽ tới cục cảnh sát làm chứng, nói ngươi gọi ta giúp ngươi giết quan hậu phát. Hơn nữa, năm người của quan gia đều là ngươi giết. Người thật sự muốn đi tố cáo con sao? Người đừng quên, chuyện đó là do người tự tay hạ thủ. Người không sợ rước họa vào thân sao? Cho dù ta liều cái mạng già này, ta chính là liều mạng này, ta cũng không cần thiết phải làm như vậy. Long Vũ Sinh, ta cho ngươi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau trả lời ta. Ngươi đã tự nghĩ xem nên làm thế nào đi. Nhị thúc ta nói rồi, ấn tính ông ấy sẽ không đưa cho tôi. Ông ta còn muốn tôi đón họ về, đem sản nghiệp trả lại cho họ. Được cười. Rồi cậu nói thế nào? Ta nói thế nào quan trọng không? Mẹ ta nói rồi, nếu không đón về, bà ấy sẽ mang chứng cứ phơi bày ra để gia tộc đuổi ta ra khỏi Long Gia. Đuổi khỏi Long Gia. Mẹ tôi còn nói, nếu tôi không mang sản nghiệp trả lại cho bọn họ, bọn họ sẽ đi làm chứng. Làm chứng chuyện gì? Để tôi để bọn họ đi hãm hại quan hậu phát. Họ sẽ làm chứng, chứng minh chuyện quan hậu phát là do chúng ta hạ thủ. Mấy tên khốn làm dướng chuyện, bà ta dám đi làm chứng, ta để họ ăn không có đường về. Huynh không hiểu, vì con ruột của bà ấy có chuyện gì không làm ra được chứ? Cảnh sát đã nói với nhà họ Quan Lưu quan sát chúng ta, lúc này lại xuất hiện chuyện như vậy. Tôi không tin bà ta lại đẩy cậu ra. Huynh chưa nhận biết sự lợi hại của mẹ ta. Đừng một tiếng mẹ của tôi, 2 tiếng mẹ của tôi, bà ta sớm đã không phải mẹ cậu nữa rồi. Tin hay không là do huynh. Nếu mẹ tôi tố cáo tôi, huynh cũng không thoát khỏi liên quan. Vậy cậu nói nên làm gì đây? Đem tất cả sản nghiệp trả lại cho họ đi. Không thể được, nó là của tôi.
Cho là tôi dây huynh. Cậu lấy gì mà dây? Cậu cho tôi là nhà từ thiện sao? Hoàng phủ. Huynh có được bao nhiêu lợi ích từ tôi? Trong lòng huynh rõ nhất mà. Trong lòng tôi hiểu rõ nhất. Long Vũ Sinh à, tôi không phải cướp lại từ tay cậu. Là cậu cam tâm tình nguyện cho tôi. Vậy huynh nói phải làm sao đây? Trả lại tài sản cho bọn họ thì huynh không đồng ý. Không trả cho bọn họ thì bọn họ đi báo quan. Huynh nói đi. Vũ Sinh, cậu xấu đã xấu tới mức này rồi. Tôi sớm đã nói với cậu, đem bọn họ giết đi không phải cái gì cũng ổn rồi sao? Bây giờ huynh nói với ta những câu này có tác dụng gì? Bây giờ bọn họ chết, hậu quan lại mất tích, chuyện này không phải trở thành vụ án không manh mối sao? Nếu bọn họ không chết, đến một đồng cũng không có, còn phải liều mạng. Lại nói, cậu có thể để Kính Tâm ở đầu đường xó chợ không? Cậu thử nghĩ kỹ xem, bọn họ là kẻ thù giết cha cậu. Nếu như ngươi không mang đất đai, tiệm cầm đồ trả lại cho ta, ta sẽ đến cảnh sát làm chứng. Là ngươi nói ta hạ độc thủ với quan khẩu phát. Ngươi là hung thủ giết cả nhà của nó. Vũ Sinh, lần này là cậu ra tay động thủ, không thể lại làm sai nữa. Nếu cậu không nghe cảnh cáo của tôi, không chờ tới lúc cậu vào tù tố giác tôi, thì tôi đã đến đồn cảnh sát tố cáo ngược lại cậu. Thi thể cho ông bà cách đây không xa. Tôi làm sao vậy? Tôi rốt cuộc làm sao vậy? Tôi làm sao vậy? Tôi ra tay không được. Thực sự tôi không ra tay được. Không được, tôi không ra tay được. Bất luận các người làm bao nhiêu chuyện hãm hại người ta, bất luận năm đó các người làm thế nào ép cha của tôi chết, ép nhà tôi bị chém hết cả nhà, nhưng suy cho cùng các người cũng nuôi dưỡng tôi hơn 20 năm. Tôi không thể ra tay. Tôi không thể nào ra tay. Người muốn làm gì? Tôi không thể ra tay được. Tôi cũng không có cách gì giúp các người đem tài sản trở về. Tôi xin lỗi các người. Tôi xin lỗi Kính Tâm. Tôi xin lỗi cha mẹ ruột của tôi. Tôi không phải là người, tôi là súc sinh. Dì Thúc, dì Thúc, cô xin người, cô xin người giết con đi. Con thật sự không muốn sống nữa. Con cầu xin người,
Ngươi thật cho là ngươi cho là ta sẽ ra cục cảnh sát làm chứng sao? Ngươi thật cho là chúng ta sẽ hại ngươi sao? Ngươi cho là chúng ta không phải cha mẹ ruột của ngươi, nhưng cho cùng chúng ta cũng có hơn nhiều năm tình nghĩa. Cái đó có thể xóa sạch hết rồi chứ? Trên đời chỉ có con cái phụ lòng, chứ làm gì có cha mẹ nào độc ác với con cái. Con đã không còn đường nữa rồi. Con không giết được các người, hoàng phủ sẽ không bỏ qua cho con. Vì trong tay hắn có chứng cứ giết người của con. Con giết người lúc nào chứ? Khi con biết mình không phải là con của các người. Là Châu Ấn bà đó, bà ta muốn tống tiền con, bà ta ép con quá. Trong tay hoàng phủ có bằng chứng giết người, hắn sẽ không bỏ qua cho con. Con đã sai quá nhiều rồi. Ngọc Nông, đưa ấn tín cho nó đi. Ấn tín đó, mục đích của hoàng phủ là gia sản của nhà chúng ta, muốn chúng ta lưu lạc trước mặt hắn mà không phải mạng chúng ta, thì cứ đưa cho nó đi. Không, chỉ cần hắn có được toàn bộ tài sản của Long gia, sẽ không làm khó ngươi nữa. Con không phải vì chuyện này mà đến. Cầm đao của ngươi lên và đi đi. Sau này đừng tới đây nữa. Không phải. Không, ngươi cầm đi. Liên sinh, thả ta ra đi. Vậy thì ngươi cút. Cút đi. Mùi cứ mắng đi. Mùi thích mắng gì cứ mắng thoải mái. Liên sinh à, ngươi có đồ muốn đưa cho muội. Ta mới không cần thứ của ngươi. Bất luận thế nào, chúng ta suy cho cùng đã sống cùng nhau lâu như vậy, cứ cho là ngươi không phải là súc sinh, thì ngươi vẫn là huynh của ta phải không? Bớt đi giùm ta. Đời này ta không có huynh giống như ngươi. Cho là muội không nhận huynh làm ca ca, nhưng mà huynh vẫn xem muội là muội muội của huynh. Sự thật so với muội càng đáng sợ. Là ý gì chứ? Sớm muộn muội sẽ biết thôi.
Cái này cho muội. Bất luận sau này muội có cần thiết gì, ngươi đưa ta làm gì? Ta sợ ta mà đụng tới thì kiếp sau sẽ biến thành súc sinh giống như ngươi vậy. Thứ tiền giết cha giết mẹ này có cho ta cũng không cần. Có một số chuyện mà không biết, ta cũng không muốn biết. Ta chỉ biết ca ca trước đây không còn rồi, bây giờ chỉ có một người hút thuốc không ra người, đánh bạc đánh tới nhà cửa tan quan. Cầm lấy tiền bẩn của ngươi mà đi đi. Cầm lấy thứ tiền bẩn của ngươi rồi nhanh chóng đi đi cho ta. Ngươi đi đi đi. Cũng đúng, huynh tin tưởng hoàng phủ nhất định chăm sóc tốt cho muội. Người yên tâm đi, dù ta có chết ta cũng sẽ không ở cùng hắn. Cút đi, cút. Long Vũ Sinh, ngươi mở cửa ra. Ngươi có còn là huynh của ta nữa không? Ca, rồi Vũ Sinh, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Thiếu gia, tên tiểu nữ này vẫn còn một căn nhà, ngươi đi sắp xếp để hắn ai cũng không bán được. Hiểu rồi, tới cuối cùng vẫn phải bán cho ta. Ngươi xem dáng của hắn còn giống một đại thiếu gia không? Về rồi sao? Vẫn chưa tìm ra sao? Có thể hỏi đều hỏi một lần rồi. Có một hộ dân nói lúc lên núi chặt củi, ở con đường nhỏ trên núi gặp qua một người. Vậy nhất định là nó. Không biết nữa. Người đó chỉ nói đó là một người trẻ tuổi, ngồi ngẩn ra bên đường nhỏ, một lời cũng không nói, phảng phất như băng trú. Bọn họ cũng không dám lên trước xem. Sau đó lại đi về, người đó thì không thấy đâu nữa. Là nó, là hộ pháp,
nhất định là nó. Nào, hôm nay tôi lại đi gọi bọn họ đi với tôi một lần nữa. Tôi ở trên con đường nhỏ đó, tìm tới tìm lui, một chút manh mối cũng không có. Chỉ cần đứa con này có thể sống đã là vạn phúc rồi. Ngọc Nông, hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Ông nói đi. Hậu Phát, đứa bé này là một người lương thiện. Tôi nghĩ nếu như muốn gặp nó, chỉ có một cách duy nhất: thú tội. Thú tội sao? Chúng ta là cha mẹ của nó, nhưng chúng ta làm cha mẹ, làm qua rất nhiều chuyện không nên làm. Con gì hận chúng ta, cho là chúng ta là ô nhục, cái đó không nên trách nó. 20 năm rồi, nên tới lúc thú tội. Đúng không? Tôi hiểu rồi. Bà nguyện ý không? Ông nhớ không, lúc tôi còn trẻ, tôi từng nói qua, bất luận lên núi đao, xuống biển lửa, thiên đường hay địa ngục, tôi đều ở bên ông. Được, cứ quyết định như vậy. Trên đường Hoàng Tuyền có bà làm bạn, cũng không có gì đáng tiếc. Ông muốn bỏ rơi tôi sao? Không dễ dàng như vậy. Bất luận ông đi tới đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy ông. Thế nào, sau khi giảm giá tiền đã bán được chưa? Không biết vì sao, những người vốn dĩ muốn mua căn nhà này bỗng nhiên đổi ý, nói đây là căn nhà không tốt, người chết qua rồi, không cát lợi. Đều là những lời không tốt. Vậy phải làm sao? Quynh đã giảm giá tiền rồi giảm nữa, vẫn không ai dám mua. Không sao, chúng ta thử đợi tiếp. Không thể đợi nữa. 3 ngày nữa, căn nhà này phải nằm dưới tên của hoàng phủ rồi. Quynh cầm tiền đi tìm phòng. Cho nên nói Quynh đi tìm hoàng phủ. Quynh lại đi tìm hắn. Không tìm hắn không được, chỉ có hắn mới mua. Vậy hắn nói thế nào? Bây giờ chỉ mua được như vậy. Ít vậy, một nửa giá tiền cũng không tới. Cũng tốt, cuối cùng cũng bán đi rồi. Vốn dĩ muốn dùng tiền này đi mở tiệm thuốc. Bây giờ còn thiếu bao nhiêu? Còn thiếu 150 đồng. Mùi đây có 180 đồng, Quynh cầm lấy đi. Mùi lấy đâu ra nhiều như vậy? Quynh làm đại thiếu gia, làm quen rồi, Quynh làm sao biết tiết kiệm chứ? Bình thường nhà chúng ta ăn đều là gạo ngon, bây giờ chúng ta đều đổi thành gạo bình thường. Trước đây mua thức ăn ở cửa tiệm đó quá mắc. Mùi đào cái ao sau hậu viện cho hoàng tẩu, chúng ta tự trồng rau tự ăn. Như vậy tiết kiệm được không ít. Nếu nhiều quá còn có thể đi bán. Còn nữa, nếu trong phòng này, mình cũng giảm lại một chút.
Phật đường dùng là trường minh đăng, còn dầu dùng thắp đèn trong nhà không phải đều mua sẵn. Bây giờ mới để Tiểu Ngũ đổi thành thực vật, như vậy vừa có thể ăn vừa có thể dùng. Kính tâm, muội thật giỏi. Giỏi cái gì chứ? Sống qua cực khổ rồi, hiểu được tiết kiệm là thế nào. Phải rồi, tiền giữ lại một ít. Cái này huynh cầm đi đi, cố gắng tìm một phòng tốt. Chúng ta làm buôn bán thuốc, từng ngày sẽ tốt trở lại thôi. Huynh quá vô dụng rồi. Đừng nói như vậy được không? Đời cuộc sống chúng ta ổn định trở lại, lại tìm thấy con, tất cả sẽ tốt trở lại thôi. Người làm mẹ như muội có thể cảm nhận được, con của muội, đứa bé đó vẫn còn, nhất định có thể tìm thấy. Con ngoan, cha con ở đâu rồi? Bảo hộ nó bình bình an an, đừng xảy ra chuyện gì. Hậu Phát ơi Hậu Phát, dù con không phải con ruột của mẹ, nhưng mẹ đối với con vẫn như vậy. Con nhất định phải bình bình an an. Phu nhân, có người mang thư tới. Nói đi. Nói người họ Long ở rừng sau núi. Nói người một lát bất luận thế nào cũng phải qua đó một chuyến. Đi một chuyến là sao? Hắn không nói. Là cậu. Sao người đến đây? Không phải cha mẹ cậu gọi tôi đến sao? Lại muốn giở trò gì nữa đây? Tôi cũng không biết. Tôi cũng bị họ gọi đến. Trong nhà không có người. Người vẫn tốt chứ? Thế nào gọi là tốt? Thế nào gọi là không tốt? Người sao vậy? Với ông ấy thật là quá giống. Quá giống rồi. Với cha tôi sao? Không sai. Thực ra tôi đã sớm biết được thân thế của tôi. Người mới là mẹ tôi. Nhưng mà tôi biết, người luôn hy vọng quan hậu Phát là con của người. Người vì chuyện của hắn đang hận tôi phải không? Đứa con ngốc này, trên đời này làm gì có người mẹ nào hận chính con ruột của mình chứ?
Mẹ chỉ sợ con càng lún càng sâu, càng đi càng xa. Con không nên như vậy. Cha con là một người lương thiện biết bao. Tâm Nhi, các ngươi lại giở trò gì nữa đây? Để tôi đến đây làm gì? Bà ngồi xuống trước đi. Sao vậy? Muốn cùng tôi bày tiệc vui vẻ sao? Bà ngồi xuống trước đi, chúng tôi từ từ nói. Vũ Sinh, lần trước ta đã nói qua, sau này ngươi đừng đến đây nữa. Hôm nay là lần cuối, ngươi cũng ngồi xuống đi. Hôm nay là ngày giỗ Phương gia lớn nhỏ. Đúng, chính là hôm nay Phương gia trên dưới mấy mươi người, chính là hôm nay bị chém hết cả nhà. Tự ông lúc trên pháp trường luôn nhìn về đứa con mới chào đời, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Đều là tôi làm, là một mình tôi làm. Các người nhận rồi. Đúng, 20 năm trước, vì Long Gia chỉ kiếp đạt dược liệu làm thuốc có thể bán ra ngoài, tôi ở ngoài Hà hạ độc. Tôi hy vọng những người sau khi bị bệnh có thể mua thuốc của chúng tôi. Kết quả tạo ra một trận ôn dịch không thể cứu vớt lại. Lúc đó cha của Vũ Sinh biết được, biết chuyện này, liền nói sẽ báo cho triều đình. Chúng tôi sợ, liền mua chuộc người trong cung, đem tất cả tội đều đổ lên đầu Phương tử ông. Hai người, các người sẽ bị giết. Lần trước bà còn nói với ta, nói cái gì mà bị người ta ép. Tôi hôm nay đánh chết người tên súc sinh này. Ta thầy lớn nhỏ Phương gia báo thù. Bà muốn đánh cứ đánh tôi đi, tất cả là do tôi làm. Không sai, nếu như không có ông, cũng không chết nhiều thôn dân vô tội như vậy. Đừng đánh nữa. Vũ Sinh, con nhìn đi, con xem những người trước mặt con đi. Bọn họ không phải người, bọn họ là quỷ. Nếu như không phải vì hai người bọn họ, cha con có thể chết thảm như vậy sao? Tổ phụ tổ mẫu con cũng sẽ không phải trong ngục tù chịu hành hình bao nhiêu năm như vậy. Con có biết cha con chết thảm thế nào không? Ông ấy thậm chí còn không dám nhìn con một lần. Mẹ bế con lén lén lúc lúc
Bế con lên để cha con nhìn con một cái. Được rồi, đừng nói nữa. Mẹ 20 năm chịu khổ cực, đừng nói nữa. Mẹ mỗi ngày đều sống trong thù hận. Trong giấc mơ, trong lòng đều là con. Đừng nói nữa, mẹ hận không thể giết hai người bọn họ. Chúng tôi đã gặp báo ứng rồi. Chúng tôi đã thay Phương gia nuôi con 20 năm. Chúng tôi nhiều lần ra tay với con ruột của mình. Bây giờ hai đứa con đều hận chúng tôi thấu xương. Đó là ông trời trừng phạt chúng tôi. Không, chuyện đó vĩnh viễn vẫn chưa đủ. Vĩnh viễn không đủ Phương gia trên dưới mấy mươi mạng người. Vĩnh viễn vẫn không đủ. Cho nên bây giờ là lúc tôi nên trả nợ rồi. Cảnh sát. Các người làm gì vậy?